Mấy hôm nay lướt top top thấy người anh của mình quảng cáo về cái cuốn tài liệu có thể giúp anh em kiếm hàng triệu đô rất là nhiều. Hôm nay thì mời các bạn về Bắc Ninh để thăm anh Tiến thẳng thắn. Hello anh. Hello em. Mấy hôm nay em lướt trên mạng cứ thấy anh liên tục. Anh đang quảng cáo một cái cuốn tài liệu mà em nghe loáng thoáng là hình như có thể giúp một anh em mới xây kênh có thể kiếm được nhiều tiền. Đúng rồi, nói chung là hôm nay rất vui chú đến thăm anh. Còn câu chuyện tài liệu thì mời chú lên phòng anh xong anh em mình chia sẻ tiếp nhá. Ok em. Dạ. Đây em ơi. Đây, giới thiệu chị Lam. Đây là bộ tài liệu giải mã TikTok nhân bản idol mà chú hay thấy anh chạy quảng cáo đây. Đây là bộ tài liệu mà anh đã dùng để đào tạo ra những KOL bên anh. Thì hiện nay là đã áp dụng thành công rồi. Vậy nên cô đọng thành cái quy trình, thành cái tài liệu để giúp anh em, những anh em mà muốn phát triển kênh trên các nền tảng số, đặc biệt nền tảng TikTok. Một cái tài khoản TikTok mà có 1-20k follow ấy, thì có thể chuyển đổi, thì là chuyển đổi mỗi tháng tiết kiệm cho em từ 20 đến 30 triệu tiền chạy ad Facebook. Vậy nên là anh muốn, rất muốn là mang cái tài liệu này lan tỏa cho nhiều anh em, đặc biệt là những anh em làm bất động sản, có thể dựa vào cái tài liệu này để có thể phát triển bản thân, có thể kinh doanh, có thể kiếm được nhiều tiền. Đấy, tài liệu này chú xem qua cái bìa. Bây giờ sẽ xem bên trong nó gồm những cái gì. Ở đây là gồm mấy phần anh? Gồm 8 phần em ạ. 8 phần. Từ phần 1 đến phần 8. Mỗi một phần sẽ tương ứng một bí để có thể anh em xây dựng một quy trình. Thì cái phần nào mà anh thấy nó là quan trọng nhất? Trong 8 phần này thì phần khám kênh anh cho rằng nó chiếm tới 50% tỷ lệ thành công của một kênh TikTok. Khám kênh? Sao nó lại nằm ở cuối anh? Tại vì sao lại như vậy, là trong cả một quy trình ấy, trong cả một quy trình thì ban đầu người ta cần những cái cơ bản. Còn khám kênh nó là kiến thức để người ta nâng cao, người ta tối ưu lại những cái sản phẩm của họ. Chúng ta chỉ để mất một cái thời gian rất ngắn để chúng ta làm quen. Nhưng riêng cái phần 8 khám kênh này, nếu chúng ta không nghiên cứu sâu và không tìm hiểu kỹ, và anh tin cái phần 8 khám kênh là không có một cái sách nào, một cái tài liệu nào đã từng nói đến cả. Tại vì đây là kinh nghiệm thực chiến dựa vào cái việc anh đã xây kênh Tiến thẳng thắn đạt 100.000 follow mất chưa đầy 4 tháng. Và anh đã nhân bản cái đội ngũ KOL như chú biết đấy, rất là hùng hậu. Mà trong khi đó là chỉ mất thời gian từ 1 đến 3 tháng thôi. Đối với anh thấy rất nhiều anh em làm bất động sản hoặc là làm xây kênh thương hiệu khác, có một cái sai, mà cái quan trọng nhất cái sai này, là cái sai này sai lớn nhất này, đó là cái trạng thái tài khoản thường để tài khoản doanh nghiệp. Đấy là cái thứ nhất. Lên để tài khoản cá nhân. Tại vì sao? Là vì khi thuật toán của TikTok nó quét ấy, tài khoản của những cá nhân ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ tài khoản doanh nghiệp em đăng một clip lên mà trong cái đó có một cái vi phạm nhỏ nó sẽ quét luôn. Nhưng khi là tài khoản cá nhân thì gần như có thể nó sẽ bỏ qua. Đấy. Và cái cá nhân thì dễ thông cảm hơn là đúng, cho doanh nghiệp. Đơn giản là cá nhân dễ thông cảm hơn cho doanh nghiệp. Phần cần tốn tài nguyên thì anh có hướng dẫn cũng có chi tiết đây rồi, đúng không ạ? Từ kiến thức chuyên môn, cơ sở vật chất, sản phẩm, phương tiện, đúng không ạ? Tiếp theo phần 3 là phần chọn tuyến nội dung. Thực ra chọn tuyến nội dung cái phần này có 7 tuyến nội dung thương hiệu cá nhân cơ bản. Vâng. Một cái tuyến nội dung thì có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Câu chuyện hàng ngày của chúng ta kết hợp với những cái bí mật trong nghề, nó sẽ làm tăng follow và tăng niềm tin cho khách hàng. Mỗi một cái ở kênh được đề xuất này nó khác video được đề xuất. Video đề xuất là chỉ một cái sản phẩm của em được đề xuất thôi. Vâng. Còn kênh được đề xuất là nguyên cả kênh đấy của em được đề xuất. Đấy, vậy nên cái phần này nó có rất nhiều cái lưu ý sơ để anh em biết được, đó là xuyên suốt về tuyến nội dung. Xuyên suốt. Đúng không ạ? Bình thường mà anh em làm không xuyên suốt, nay thì anh em làm đồ ăn, mai anh em làm giải trí, câu chuyện nó không xuyên suốt thì khách hàng người ta cảm thấy nhàm chán. Và ta không muốn xem những người mà không làm cái gì, không mang tính liên tục. Rồi. Đúng không ạ? Cơ bản có hai cái phương pháp sản xuất video. Thì thứ nhất là quay trước rồi lòng sau, đúng không ạ? Thứ hai là quay và thu âm trực tiếp như anh em mình đang làm này. Dạ, là quay thu âm trực tiếp thì anh định có cái hướng dẫn chi tiết rồi, đúng không ạ? Okay. Ở phần 7 đăng bài này cũng có rất nhiều cái đầu dòng mà anh em cần lưu ý. Tin. Rất nhiều cái mà để cho anh em có thể là này, em nhìn này. Đấy, đúng không ạ? Từ cái phần hashtag là cho tới phần là tách. Cách là đăng tạo cái content đăng bài sao cho hấp dẫn này, đúng không ạ? Có tỷ lệ chuyển đổi cao, đúng không ạ? Khám kênh tại sao chiếm đến 50%? Vâng. Riêng phần 8 này chiếm đến 50% thành công một kênh. Phần 8 này anh cô đọng ở đây nó chỉ có 17 ý thôi. 17 ý, nhưng mà để giải thích ra thì còn rất nhiều. Nhưng câu chuyện là 17 ý này là 17 ý quan trọng nhất giúp kênh anh em có thể phát triển được. Vâng. Và anh em đọc xong cái bí 8 khám kênh này, anh em có thể khám kênh bất kỳ một kênh nào, từ kênh của idol hàng triệu follow cho đến kênh một vài chục nghìn. Anh phải cô đọng lại và anh phải test thử để tạo ra một quy trình chuẩn, để làm sao anh em chỉ mất từ 1 đến 2 giờ để có thể là hiểu được cái quy trình để trở thành một KOL, một idol trên cái nền tảng TikTok. Thế ngoài ra ví dụ như các bạn ấy mà sở hữu cái bộ tài liệu này thì có được support gì thêm với anh không? Đây. Trong cái phong bì to lại một phong bì nhỏ. Đúng không? Phong bì to, trong phong bì to có một phong bì nhỏ. Đây, đưa chú cầm này. Dạ vâng. Đây, còn cái phong bì nhỏ này nhá. Trong phong bì nhỏ mở ra thì nó sẽ có một cái thư cảm ơn.
và một cái thẻ thành viên rất đặc biệt là thư cảm ơn này. Thư cảm ơn này rồi, chú cảm ơn anh này. Rồi ạ. Rồi, thẻ thành viên này. Thẻ thành viên này thì ở đây thẻ thành viên nó sẽ giúp anh em là thứ nhất là xem video hướng dẫn xây kênh chi tiết, xem video hướng dẫn chuyên sâu. Cái bộ tài liệu này cơ bản viết để anh em hiểu và anh em có thể làm được, nhưng rồi để ạ, anh em chuyên sâu mà anh em có thể làm được gọi là hiệu quả. Đây là cái đây là nhỏ mà có võ đấy. Trái tim. Và thêm một cái điều nữa trong cái thẻ thành viên, có điều đặc biệt nữa là vào thẻ thành viên này thì anh em sẽ được vào nhóm hỗ trợ. À, trong quá trình xây kênh mà anh em có khó khăn, vâng, thì anh em có thể là đưa ra những câu hỏi hoặc đặt câu hỏi trong nhóm hỗ trợ. Cái giá mà đang để là bao nhiêu anh? Cái giá hiện nay đang để niêm yết là 395.000. 395.000 gọi là 400.000 đấy. 395.000 đấy. Thực ra em không phải là người trải nghiệm mà em là người thực tế đi xây kênh từ không. Bây giờ tổng nền tảng của em cũng rất là may mắn được khoảng 60.000 người theo dõi. Thì em cũng mất rất nhiều tiền ngu nhá. Tiền ngu từ việc là em tự mày mò, em tự nghiên cứu. Có nghĩa là ngày xưa khi mà không có tiền cũng như là không dám bỏ tiền ra để đi học ấy, thì là em tự lên mạng em tìm hiểu, xong em về em làm. Thì đâu đó bây giờ em làm mất khoảng 2 năm. Rất là cảm ơn anh vì hôm nay vừa về thăm anh lại vừa được tìm hiểu một cái cuốn tài liệu này. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành gọi là ủng hộ anh cuốn tài liệu này. Đấy, và cũng mong rằng là những anh em nào mà đang trong quá trình xây kênh, đặc biệt là những anh em đang làm về lĩnh vực bất động sản mà kênh chưa có chuyển đổi cũng như là đang rất là bế tắc trong quá trình là triển khai, thì có thể là mời anh Tiến một bữa ăn, sau đó thì làm theo hướng dẫn thì chắc chắn là cái kênh của chúng ta sẽ tăng trưởng tốt và chuyển đổi sẽ, mình tin là sẽ rất là cao. Cũng cảm ơn chú cũng đã ủng hộ anh, và anh cũng mong muốn là một ngày gần nhất anh em mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp nhau. Chắc là sẽ cố gắng là gặp nhau gần sớm nhất có thể thôi nhỉ. Ok anh.